Kính thưa quý vị các bạn thân mến, hôm nay mình có được những tài liệu của Du Nguyễn hay ở tại Âu Châu đã gửi cho mình những tư liệu rất là nhiều. Nhưng tư liệu đó xin thưa với không biết rằng là có lớn tuổi chưa, bác hay nên xưng bác hay xưng anh. Thôi thì trên thông tin truyền thông mạng xã hội thì mình xin nói rằng là bạn đi, bạn Du Nguyễn. Thì đã gửi thông tin đó thì nhiều cái nó nằm ở trên xích hiếm rồi. Nói chung là của giáo sư Trần Trung Ngọc đã post lên trên trang xích hiếm cũng như trên giao điểm online. Thì mình đọc qua những cái có những cái nhiều cái bài, nhiều tài liệu, nhiều bài. Thì hôm nay mình có một cái bài để nói về Kinh Thánh, nó phản khoa học và không lỗi thời. Như thế nào? Kinh Thánh không phản khoa học và không lỗi thời. Đến lúc này, thời đại ánh sáng của khoa học mà giáo sư Trần Tấn Toan và nhất là bác sĩ Trần Việt Cường vẫn không thấy Kinh Thánh của Kitô giáo phản khoa học và lỗi thời là điều hết sức lạ lùng. Có lẽ vì quá bận rộn nên hai vị này không đọc Thánh Kinh, lại càng không đọc những cuốn sách của chính các chức sắc Công giáo phân tích và phê bình cuốn Thánh Kinh này chăng? Dưới đây là vài dẫn chứng để thấy Kinh Thánh có phản khoa học và có lỗi thời hay không. 1. Con người và vũ trụ. Nếu dựa vào Kinh Thánh thì quả đất và con người do Thượng Đế dựng cách đây từ 6.000 đến 10.000 năm. Khoa học thì chứng minh rằng quả đất này có hàng triệu năm về trước do một tiếng nổ lớn gọi là thuyết Big Bang. Và con người cũng như súc vật hiện diện trên quả địa cầu này được tóm lược như sau. 1. Thái dương hệ gồm mặt trăng, mặt trời và quả đất xuất hiện cách đây 5 tỷ năm. 2. Các sinh vật dưới nước như cá, tôm xuất hiện cách đây 600 triệu năm. Vài con số vừa nêu trên, chúng ta nên tin khoa học hay tin Kinh Thánh? 2. Nước đá, sấm chớp và mây. Theo Kinh Thánh, cuốn Job chương 37, đoạn 10 và 18, Đức Chúa Trời trả công trả lời ông Job về quyền năng của Ngài như sau. Nước đá có được là bởi hơi thở của Đức Chúa Trời. Job chương 37, đoạn 10. Ngài chứa nước đá trong mây và Ngài giăng bủa các tia chớp. Nhờ Đức Chúa Trời dắt dẫn nên mây bay khắp tứ phương. Job chương 37, đoạn 10 đến 12. Mây làm những gì mà Chúa Trời biểu phải làm cùng khắp mặt đất. Job chương 37, đoạn 10 đến 12. Nguyên văn Anh ngữ mình không đọc. Kinh Thánh mô tả chuyện mưa đá, nước đá, mô tả sấm chớp, mô tả mây và sự chuyển động của mây như trên. E rằng chỉ có những em chăn trâu ở đồng quê thời xưa tin như thế, chứ còn ngày nay trình độ một học sinh lớp 4 cũng không thể chấp nhận lối giải thích quá đơn giản như vậy. 3. Quả đất đứng yên, mặt trời chuyển động vòng quanh quả đất. Đời này trôi qua, đời khác lại đến, nhưng quả đất muôn đời đứng yên. Mặt trời mọc và mặt trời lặn, và rồi mặt trời di chuyển về chỗ cũ. Kinh Thánh cuốn Truyền Đạo chương 1 đoạn 4 và 5. Ba thí dụ nêu trên trong muôn ngàn lời dạy phản khoa học, phản tiến hóa mà các em bé lớp 3, lớp 4 ngày nay cũng có thể nhận ra. Thế mà một người có bằng cấp về ngành khoa học như bác sĩ Trần Việt Cường vẫn tin theo Kinh Thánh và bào chữa cho niềm tin của mình là điều hết sức lạ lùng. C. Phần phát biểu, lời phát biểu của giáo sư Lưu Trung Hạ Khảo. Theo lời giới thiệu của người điều khiển chương trình thì giáo sư Lưu Trung Khảo là người không cùng một tín ngưỡng với Kitô giáo. Tóm lược lời phát biểu của giáo sư Lưu Trung Khảo như sau. A. Tôn giáo có đức tin khác nhau. Tín đồ tôn giáo này không chia sẻ được đức tin của tín đồ tôn giáo khác. B. Tôn giáo nào cũng dạy người tránh giữ làm lành. C. Kinh thập thiện của Phật giáo dạy 10 giới cấm: không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, vân vân.
10 điều răn của Chúa ngoại trừ điều 1 nói về đức tin và tín lý, những điều còn lại cũng tương tự như Phật giáo, cũng khuyên con người nên có hiếu với cha mẹ, không sát sinh, không trộm cướp, không tà hạnh, vân vân. D. Người Việt Nam biết dung hợp ba tôn giáo Phật, Nho và Lão để tạo thành tam giáo đồng nguyên, làm phong phú thêm cho văn hóa Việt Nam. E. Đạo Thiên Chúa mới truyền vào Việt Nam sau này và đã có nhiều đóng góp vào giáo dục, văn hóa, xã hội Việt Nam, nên phải có một địa vị xứng đáng trong các sinh hoạt quốc gia, sinh hoạt tinh thần của xã hội. Hội trưởng vỗ tay ca ngợi. Dưới đây tôi xin nhận xét vài điều trong lời phát biểu của giáo sư Lưu Trung Khảo. Tôi rất đồng ý với giáo sư Lưu Trung Khảo khi nhận định rằng tín đồ của tôn giáo này không chia sẻ hay khó chia sẻ được niềm tin của tín đồ tôn giáo khác. Nhưng người sơ khai thì thần cây đa, thần mặt trời, thần sấm sét, nhiều người ẩn giáo thấy bò đi ngang qua thì lạy. B. Tôn giáo nào cũng dạy người tránh giữ làm lành. Đây là lời nhận xét của đa số người bình dân. Ngay cá nhân tôi trước đây cũng thế. Nhưng dần dần lúc nghiên cứu một số tôn giáo, nhất là Gia Tô giáo, tôi thấy nhận xét trên là rất sai lầm. Nhiều vị đi giảng đạo, họ hay dùng những tiểu xảo để dụ kẻ khác vào đạo, đưa ra những lời có vẻ như đạo đức để đánh lừa người nhẹ dạ. Giết bất cứ người nào không thờ Đức Chúa Trời. Kinh Cựu Ước cuốn Ê-díp-tô chương 22 đoạn 20. Như thế dân Việt Nam có tên trên 80% không thờ Chúa Trời thì phải giết hết. Trên thế giới có 2/3% không theo Gia Tô thì phải giết hết. Vì thế chúng ta không lấy gì làm lạ là tà đạo Gia Tô truyền đến đâu thì đau thương đến đó. Và Đức Thánh Cha của đạo Gia Tô, Đức Giáo Hoàng Pius thứ 12, đã vận động và đề nghị chính phủ Hoa Kỳ dội từ 1-6 quả bom nguyên tử xuống Bắc Việt Nam năm 1954 để giải vây cho quân đội Pháp. May mà chính phủ Hoa Kỳ không bằng lòng, còn không thì cũng rất đáng tiếc cho cả dân tộc Việt Nam, trong đó có cả tín đồ của Đức Thánh Cha. B2. Thánh Kinh Gia Tô và chuyện luận luôn cha con lấy nhau. Kinh Cựu Ước cuốn Sáng Thế Ký chương 19 đoạn 30-36 viết như sau. Ông Lót ở vùng Joab thì sợ nên cùng hai người con gái dời lên núi, ba cha con ở trong một hang đá. Cô chị nói với cô em rằng cha chúng ta đã già mà không có người đàn ông nào trên mặt đất để sánh duyên cùng ta như lệ thường. Tới đây chúng ta sẽ phục rượu cho cha say, rồi hai chị em mình ăn nằm với cha để duy trì nòi giống cha khỏi tuyệt gốc. Đêm đó người cha bị hai con phục rượu say bê bết, cô chị chui vào ăn nằm với cha cả đêm, đến lúc thức dậy mà người cha vẫn không biết. Đêm thứ nhì, người chị mô tả việc mình ăn nằm với cha tối hôm qua và bảo em rằng tối nay chúng ta lại phục rượu cho cha. Rồi em chui vào chăn ăn nằm với cha để duy trì giống của cha mình. Hai người con gái này lấy cha và mang bầu. Nguyên văn Anh ngữ. Do đó chúng ta thấy giáo hoàng John 12 gây ra những tội ác chưa từng có trên thế gian, kể cả việc Đức Thánh Cha ăn nằm với mẹ y. Trích theo cuốn Tại sao không theo đạo Chúa trang 152-153. Đó là hai trong vô số tội ác và loạn luân được dạy từ Kinh Thánh và được thực hiện bởi các giáo hoàng bẻ mặt kẻ khác mà thôi. C. 10 điều răn của Chúa và 10 giới cấm của Phật. 10 điều răn của Chúa ngoại trừ điều 1 nói về đức tin và tín lý, những điều còn lại cũng tương tự như Phật giáo, cũng khuyên con người nên có hiếu với cha mẹ, không sát sinh, không ngoại tình, lăng trạ, không trộm cướp.
cũng như đoạn vừa nhận xét trên. Trên bục giảng, trên các đài truyền thanh, truyền hình thì các vị chức sắc giao tôn nói như vậy. Hoặc là các ngài không đọc kinh thánh, hay các ngài chỉ làm cái nhiệm vụ của một người quảng cáo, bán hàng. Nhưng thực chất thì rất khác hẳn. Sau đây là vài dẫn chứng. C1. Khổng Tử dạy: vạn tội vi khinh, bất hiếu vi trọng. Trong vạn tội thì tội bất hiếu là nặng hơn cả. Phật dạy: gặp thời không có Phật, phụng sự cha mẹ, tức là phụng sự Phật. Còn Chúa Giê-xu dạy: người nào vì ta mà bỏ nhà cửa, anh, chị em, bỏ cha mẹ, bỏ vợ con, bỏ đất nước thì sẽ được nhận lãnh 100 phần hơn và được sống đời đời. Kinh Tân Ước, cuốn Ma-thi-ơ, chương 19, đoạn 29. Chữ Lens tôi dịch đất nước theo ý câu văn. Phải chăng vì ảnh hưởng những lời dạy như thế nên nhiều người gia tôn trên toàn thế giới có khuynh hướng phản lại tổ quốc của mình, như câu nói thời danh của linh mục Hoàng Quỳnh trước năm 1975: thà mất nước không thà mất Chúa. C2. Về tội không giết hại, không trộm cướp, không ngoại tình lan trạ thì thánh kinh dạy như thế nào? Dân số ký là một trong 5 cuốn kinh cựu ước của gia tô giáo, chương 31 đoạn 1 đến đoạn 46 cho ta những chi tiết như sau. Đức Chúa Trời bảo ông Môi-se rằng: hãy báo thù dân Do Thái thuộc giống Midian, rồi ngươi sẽ được về làm dân nước Chúa. Vì vậy ông Môi-se truyền cho dân rằng: các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận, hãm đánh dân Midian để báo thù cho Đức Chúa Trời. Vậy chúng giao chiến cùng dân Midian như Đức Chúa Trời đã bảo ông Môi-se và giết hết thảy đàn ông. Dân Si-ơ-ra-ơn bắt đàn bà và con nít Midian dẫn theo, cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ, đốt hết thành, nhà ở và quê hương chúng nó, cùng lấy đem theo hết thảy của đoạt được bất kỳ người hay vật. Bây giờ hãy giết hết thảy các người đàn ông trong đám trẻ con và giết những người đàn bà nào mất trinh. Nhưng các cô gái còn trinh thì để lại làm quà cho các giáo sĩ và binh lính. Ông Môi-se và Ê-lê-a-sa và thầy dòng làm như lời Đức Chúa Trời dạy bảo. Tài sản cướp được là 675.000 con chiên cái, 72.000 con bò, 61.000 con lừa đực và 32 cô con gái còn trinh. Số 675.000 con chiên cái nói trên chia cho các binh lính 50%, còn Đức Chúa Trời 50%. 16.000 cô gái trinh chia cho binh lính, 32 cô dân Đức Chúa Trời. Môi-se và Ê-lê-a-ra lấy vật cướp được và cô gái còn trinh bắt được dâng cho Đức Chúa Trời, y như Đức Chúa Trời đã phán dặn cùng Môi-se. Đọc kinh thánh đến đây, tim tôi như ngừng đập. Vũ trụ có lẽ cũng đứng yên để ngậm ngùi cho cảnh tượng giả mang qua bức tranh hải hùng trong thánh kinh nêu trên. Bên ngoài dạy không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không, nhưng qua đoạn kinh thánh trích dẫn ở trên, chúng ta thấy rõ chính Chúa Trời chứ không phải ai khác đã trực tiếp ra lệnh phải cướp của, giết người, cưỡng dâm. Không những ra lệnh mà còn chính Đức Chúa Trời cũng được thụ hưởng cái chiến lợi phẩm đó nữa. Sau đây là nguyên văn của độc giả đối chiếu. Không phải theo đạo gia tôn nên không đọc kinh thánh thì chẳng ai chê trách. Trong khung cảnh ra mắt sách để binh vực cho gia tôn, giáo sư Lưu Trung Khảo phát biểu như vậy là quý lắm rồi, vô thưởng vô phạt. Con người làm văn hóa cái gì cũng muốn tròn trịa, ẩn ác dương thiện. Còn một người tập sự nghiên cứu như tôi thì chỉ dựa trên cơ sở sử liệu để nhận xét.
Giáo sư Lưu Trung Khảo phát biểu tiếp đạo Thiên Chúa mới truyền vào các thế kỷ sau này và đã có một nền tảng vững chắc đã đóng góp vào giáo dục văn hóa xã hội Việt Nam, nên phải có một địa vị xứng đáng trong các sinh hoạt quốc gia, sinh hoạt tinh thần của xã hội. Thính giả vỗ tay lớn. Theo ý kiến thô thiện của tôi, Giáo hội Gia tông Việt Nam nếu biết gạn lọc bỏ đi hơn 80% tổng số kinh thánh ngụy tạo đã được các học giả Kitô giáo chứng minh và chỉ áp dụng khoảng gần 20% những lời dạy thật sự Chúa dạy, thì thật là một đại phúc cho dân tộc Việt Nam. Còn lúc làm từ thiện xã hội mà phần lớn số tiền có được là do Vatican giúp. Tiền Vatican là khoản tiền lời do số lợi nhuận chiếm được tại các nước bị đô hộ trước đây. Như thế số tiền làm từ thiện này phần lớn là lấy tiền của cha mẹ rồi bố thí cho con cháu. Đã vậy còn ép buộc đổi đạo lúc người gặp cảnh cơ hàn, thì việc làm từ thiện có dụng tâm không tốt. Một hôm ngồi uống cà phê trong khu Phước Lộc Thọ, đường Bonsa, quận Cam, Cali, một ông bạn già nói một câu như sau: có người đòi hỏi tự do tôn giáo, nhưng tôi thấy có một vài tôn giáo hay tổ chức chính trị nhuốm màu sắc tôn giáo, đem họa đến cho nhân loại và nói riêng là cho dân tộc Việt Nam. Thì tự do tôn giáo chưa được đâu, mà tự do tâm giáo thì có lý hơn. Phát biểu như thế rất dễ bị chống đối, nhưng dẫu sao ông ta cũng đã thốt lên một lời cảnh giác cần cho chúng ta suy nghĩ. Lời phát biểu của ông Đỗ Như Điện năm 1986, đọc sách ông Đỗ Mậu. Các sáng tác khác như của ông Chu Văn Trình, sách lược gia Tô Thực Dân Thống Trị, Tại Sao Tôi Không Tin Chúa, và gần nhất là đọc cuốn Đối Thoại Với Giáo Hoàng. Thực sự khi đọc các cuốn sách ấy, tôi cảm thấy xót xa, bùi ngùi. Cái xót xa của một người Việt bị nạn bỏ nước ra đi, đã chứng kiến những đổi thay, những đau khổ. Và bây giờ khi đọc được các văn bản ấy rải rác trên báo chí, cũng như các tác phẩm được viết, tôi cảm thấy mình có cái gì thiếu sót chăng? Quả thực vậy, khi đọc đến các sách này, tôi có cái cảm tưởng đầu tiên: phải chăng tôi là một người Công giáo sinh ra và lớn lên trong một tòa nhà được hưởng một nền giáo dục trong trường Công giáo? Tôi đã làm cái gì sai, hay tôn giáo của tôi có điều gì sai chăng? Và tôi bắt đầu xét lại, tôi cảm thấy lúng túng khi phải đối diện với những người bạn ngoài tôn giáo của tôi. Trong các sinh hoạt hàng ngày đã có rất nhiều cố gắng để chúng tôi nói chuyện, thảo luận với những người bạn khác tôn giáo. Nhưng quả thực khi đọc cuốn Đối Thoại Với Giáo Hoàng, với những lời buộc tội, với những chỉ trích, những lên án, tôi quả thật lúng túng, không biết phải giải bày thế nào và định thế nào với những sự kiện mà các tác giả ấy nêu ra. Một điều may mắn là khi tôi đọc được cuốn Ngón Tay Và Mặt Trăng của giáo sư Đỗ Mạnh Tri, đã giúp tôi giải tỏa những thắc mắc được phần nào. Tôi đã dùng tài liệu này, riêng phần giáo khoa, để chia sẻ cảm tưởng của mình với những người bạn ngoài tôn giáo của tôi. Vì vậy hôm nay không phải để phân tích cuốn sách, mà chỉ để dùng nó như những lời chỉ dạy, có lẽ những ý kiến nhỏ nhoi của mình về những niềm tin của mình. Chẳng hạn, tôi cũng không thể phê phán được 39 người ở nhóm Cổng Trời đã tự tử cách đây 3 tháng ở San Diego. Họ có niềm tin của họ, họ xác tín niềm tin của họ đưa đến sự cứu rỗi, thì tôi cũng phải chứng tỏ niềm tin của tôi, vì tôi xác tín niềm tin ấy cũng được đưa đến sự cứu rỗi. Giáo sư Đỗ Mạnh Tri với những tác phẩm Ngón Tay Và Mặt Trăng đã giúp tôi vượt qua được một phần nào những thắc mắc và bắt đầu nhìn lại con đường của mình với những bạn hữu của mình. Mình xin tạm dừng ở đây vì mình muốn trích đoạn một đoạn này để làm clip nó ngắn hơn, gọn hơn và để xúc tác hơn. Và sau này mình sẽ làm một cái tài liệu trích đoạn những cái đoạn văn hay, những cái đoạn xúc tích có dẫn chứng rõ ràng cụ thể. Thì
cái bộ sách này nó gồm rất là nhiều trang. Mình đã được đau về. Đây. Nó được đau về rồi, nhưng mình sẽ cố gắng đọc, tìm hiểu trước, đọc trước và trích đoạn, nó sẽ hay hơn là khi đọc từ đầu đến đuôi thì các bạn sẽ xem rất ít và sẽ nhàm chán đi vì mất thời gian quá nhiều. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.